Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Attic trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định. Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh Tòa Kinh tế làm chủ tọa. Trước phiên phúc thẩm, ông Chung đã gửi đến tòa bản viết tay dài 106 trang, nêu 18 nội dung liên quan đến vụ mua hóa chất Redoxy 3C và cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như bản án sơ thẩm tuyên hôm 13 tháng 12 năm 2021. Trong các nội dung gửi tòa, đáng chú ý có đoạn cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng các cơ quan tố tụng đã không ghi nhận việc ông Chung đồng ý sử dụng hóa chất Redoxy 3C nên chỉ khoảng 24 giờ là nước hồ được làm sạch. Trong khi đó, trước đây phải mất 20 ngày để làm sạch nước. Bị cáo còn cho rằng sai phạm trong vụ án là do các đơn vị liên ngành liên quan cùng bị can Võ Tiến Hùng là cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước đã mua Redoxy 3C không theo trình tự thủ tục. Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch Hà Nội phủ nhận việc cơ quan tố tụng cho rằng Attic là công ty gia đình của ông Chung. Ông Chung thừa nhận có sai khi thực hiện trình tự mua Redoxy 3C. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng việc này không gây thiệt hại cho Ủy ban Nhân dân thành phố mà còn mang lại lợi ích hơn bình thường. Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 6. Sáng ngày 19 tháng 6, các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành phong tỏa cây xăng Gia Khiêm, địa chỉ ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ để tiếp tục điều tra hành vi làm giả xăng dầu. Sáng 19 tháng 6, các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành phong tỏa cây xăng Gia Khiêm, địa chỉ ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ để tiếp tục điều tra hành vi làm giả xăng dầu. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm rất đông lực lượng công an đã có mặt phong tỏa cây xăng trên để phục vụ công tác điều tra. Rất nhiều người dân bất ngờ khi đến đổ xăng, buộc phải rời đi để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Một cán bộ công an phường Hắc Dịch cho hay, từ tối 18 tháng 6, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa cây xăng Gia Khiêm. Động thái trên được thực hiện sau khi cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18 tháng 6 đã tiến hành bắt giữ Võ Hoài Phương, sinh năm 1984, trú ở thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Gia Khiêm cùng nhiều nghi phạm khác để điều tra hành vi làm giả xăng dầu. Quá trình điều tra bước đầu xác định, công ty trên đã mua hóa chất số lượng lớn rồi cùng một số đối tượng thực hiện pha trộn vào dung môi để biến thành xăng thành phẩm bán cho người tiêu dùng. Đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng lớn đang được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.